hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện kinh dị đêm Noel. Nam chính bộ phim là người đàn ông vạm vỡ giả dạng ông già Noel thực hiện hành vi đen tối của mình. Mở màn là cảnh ông già Noel vác bao tải quà khập khiễng trong con hẻm tối, phân cảnh quen thuộc bắt đầu của các thước phim kinh dị. Ông ta đã chọn được vị trí hợp lý, ngồi xuống bên góc đường, bỏ bao tải xuống và chờ đợi. Dường như ông ta đang cầm vật gì đó trên tay có vẻ như là dao. Bây giờ trên đường đã không thấy nhiều xe qua lại nữa, nữ phụ xuất hiện đi đến đầu hẻm, bất ngờ thì bị ông ta kéo vào trong. Lại có hai bạn nữ xuất hiện đi ngang đầu hẻm, hai cô gái ngây thơ vừa đi vừa ăn vui vẻ. Ông ta nhanh tay kéo lấy nữ chính vào hẻm. Nữ phụ sửng sốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bạn mình. Ông ta va vào bao tải, dưới ánh đèn mập mờ từ cuối con hẻm dọi vào vô tình lộ một cái đầu nham nhỡ từ bao quà lăn ra. Nữ phụ sửng sốt bỏ chạy, bỏ mặc bạn mình đang bị tên sát nhân đội lót ông già Noel bắt giữ. Tới đây tất cả mọi người đã đoán được nam chính là tên sát nhân, bắt các cô gái để lấy đầu, nhưng mục đích thật sự của hắn ta là gì thì đến cuối video các bạn sẽ rõ. Sau khi đâm 800 nhát vào cô gái, hắn bình thản nhặt cái đầu rơi lúc nãy bỏ vào bao tải và bỏ đi sau khi thu được chiến lợi phẩm. Hắn ta chậm rãi mở cửa căn phòng, tất cả mọi người đang say ngủ. Hắn ta nhẹ nhàng bước vào trong, trên tay vẫn còn cầm một cái đầu. Hắn ta cẩn thận lấy những chiến lợi phẩm từ trong bao tải quà bỏ lên giường một nam sinh. Dường như hắn ta đang muốn nhắn nhủ đến người này điều gì đó chăng? Nam sinh và các người phụ nữ bị hắn sát hại rốt cuộc có mối quan hệ gì? Nam sinh còn đang trong cơn ngủ thì mơ màng sờ trúng đầu tóc dài phụ nữ. Cứ nghĩ mình đang mơ nên ngồi dậy để xác minh. Cậu ta phát hiện ra đó là một cái đầu. Hốt hoảng chạy đến bật đèn. Đèn sáng làm cả phòng đều tỉnh giấc. Sau đó cả bọn phát hiện không chỉ nam sinh đen đủi kia mới nhặt được đầu người. Tất cả bọn họ đều được ông già Noel tặng cho một cái đầu. À, thì ra là đầu ma nơ canh. Đây là phòng ký túc xá của lớp đào tạo ba bơ vũ trí. Đầu ma nơ canh là dụng cụ học tập của học viên. Ông già Noel thật không biết tặng quà xong đã đi đâu rồi. Cả bọn rủ nhau xuống lớp học thực hành thì phát hiện ông già Noel đang trang trí cây thông Giáng sinh. Các bạn học viên của lớp học ở Academy xoay quanh ông già Noel cảm ơn món quà ý nghĩa mà ông đã tặng cho bọn họ. Ra tối nay ông già Noel khi đang trên đường đến lớp học vũ trí tặng quà, ông đã giúp nữ phụ mãi mê bấm điện thoại khỏi tay cướp giật. Và hành động điên cuồng đâm 800 nhát dao vào người nữ chính thật ra là ông đang giúp cô ấy nôn ra thanh sô-cô-la đang ăn dở. Vậy là mọi sự hiểu lầm đã được giải đáp, Noel năm nay thật ấm cúng. Lớp học vũ trí ở Academy cũng vui nhộn hơn vì sự xuất hiện của ông già Noel. Nếu Giáng sinh này bạn muốn nhận quà thì đăng ký vào lớp học vũ trí ở Academy ngay. Nếu thấy hay thì hãy like và subscribe. À, xin chào mọi người. Hôm nay là Vũ Trí sẽ làm một cái thước phim kinh dị nhưng mà hài hước. Đây là bối cảnh của mọi người bắt đầu diễn ra. Thì là mồ hôi đổ đầm đìa nhưng mà Mr. Trí vẫn phải mặc trang phục Giáng sinh. Cái cuối cùng nó khác nhau. Người ta đang nói hoảng hốt mà nó là làm hớn hở. Phải ho chứ. Thì ho trước xong rồi chứ không còn mình cứ sợ ở đây cái cổ nữa. Cái lúc nào có thằng cái bạn bạn tính lúc nào vậy á, nó quay lại giúp ho ho vừa ho vừa nhìn coi ai. Chứ không còn phải giữ cái tay giữ cái tay người đó này. Kéo xuống giữ lại. Nhưng mà cái tay. Ừ. Ok, các bạn sẽ thấy anh chỉ có thả vào tay các bạn. Lúc nào là sao? Chỉ là mấy bước chứ đừng.